Những ngày bắt đầu thật không dễ dàng. Thiếu tự tin và những lời phán xét từ người khác. Cố gắng để được là chính mình. Nhưng điều khiến tôi có thể bước tiếp đó chính là sự hỗ trợ từ những người luôn tin tưởng tôi. Tôi không hề cô đơn, tôi có thể vượt qua những thử thách và có được vị trí nhất định trong lĩnh vực mình theo đuổi. Tôi đang sống trong giấc mơ của chính mình. Và tôi muốn bạn sẽ đạt được điều đó. Suy nghĩ tích cực, xây dựng lối sống khỏe mạnh. Đạt mục tiêu cao hơn, đạt được nhiều thành tựu hơn. Từ đó, phá vỡ những rào cản và mở ra một thế giới tiềm năng.